đi vô chùa Bồ Đề nha. Không nghe khác các chị còn con bác ơi, quá xa đâu ngôi chùa này cũng không khác gì ngôi chùa Thiên Thai Bạch Đạo này. Chúc cô chị và có yêu mến kinh của Thanh Caramel thì đăng ký và đăng ký mạnh, chia sẻ và để lại nhiều bình luận cho Thanh Caramel có động lực ra nhiều cái video mới. Mình đi vô trong cái điện thôi, khách đổ về đây quá đông, cũng không khác gì chùa Thiên Thai Bạch Đạo này. Đây là Đức Thích Ca nè. Khách chiêm bái về đây quá xa rồi. Đây là chánh điện của mình đưa tới 2 tờ, nó cái cặp kia là 10 tờ, mình đưa cho ông Tư gì mình nói cho lộn. Ông Tư bỏ giáo hội Phật giáo đạo tràng thầy nó mới sư Thích Ca mà bên trong chánh điện của Bồ Đề đạo tràng. Khách đổ về đây cũng đông lắm nha.
cũng không thua kém gì ở trong chùa Bồ Đề Đạo Tràng ở gì chùa Thiên Thai Quỳnh Bảo đâu. Cái là nay là nhờ rồi nó đuổi rồi kìa. Các khách hành hương đổ về trung tâm thành phố Chốt này nhiều hơn là ở trong cánh trong nha. Đây cúng ngoài này trước rồi mới đổ về trong vô cánh trong.
đổ về quá xá luôn. Xe ngặt cứng hết trơn hai bên đường. Quá xá là đông nha, xe cứng xe luôn. Thấy mạnh và chia sẻ like và để lên nhiều bình luận nên mình có động lực ra nhiều cái video mới. Quá xa rồi đâu.